Hello, ladies and gentlemen, gang song ka. My name is Wife Agula, again from SantiGura.org. The thing that I saw is Angular routing system is on Lila. Routing system is on Lila, I'm going to number take a Kuba Kumbuna Lili Pantime, a Kumbuna Lita Kuzio, John Pista Kuni at Havio, routing the woman, the page kind of page bome, retire logo, page to go and the page. I'm going to me a retire loaded post on what a single page application to the job, the page him up, the two data of Kumbuna of Popia, the two more Popia, Popia and Popia Lilo. I don't know what a routing loan is the stamp on the power. Emma Martinova making route using route module. Okay, did you know about what component is set in the woman? And number two, I don't project the design. I miss you internet cheat harm. And a project the design of my channel. And then you think about your design on blue leather and G and G use over here. Now maybe be like my own or be okay. But was you okay? Go on. Now maybe like my own. Good book. Come on. ก็บอกนะทําอคูตัวเราก็บาลงเลยตัวNG COKBOKก็บอกไปแต่ดัสพีไออีเอฟไอพรีฟิกซ์ส่วนบีเอ็มมาแท้เลยนะแล้วพรีฟิกอย่างนี้ว่าตัวเราว่าในมาลาวิวลาจิจินตัวเราแอปพลิเคชันนี้อารมณ์ตัวเราคนตัวที่เอาบ่าวลาจิแล้วบ่าวตัวคนตัวคอมโพเนนต์ตัวดีเอสมาลาจินตัวบ่าวตัวสอรี่บ่าวส่วนคอมโพเนนต์ตัวเชียร์แอปพรีฟิกก็แอปแท้เลยนะ အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကကွန်တက်တော့ကွန်ပိုနန့်တော့ DS ကိုလာကြည့်ခြင်းလဲကွန်တက်ဆိုတဲ့ကွန်ပိုနန့်အတွက်ရှေ့အပ်ပရီဖစ်ကအပ်တယ်ဘောနော်အခုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်ပရီဖစ်ထည့်ခြင်းအဲ့ APP အဲ့လိုပါဖြစ်မလဲတော့BN Tags Navi လို့ပါလို့ဖြစ်အောင်ဥပမာ Navigation ဆိုတဲ့ကွန်ပိုနန့်ဒီဆောင်ပါနော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်ကပရောဂျက်တစ်ခုဒီဆောင်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရောဂျက်ဒီဆောင်မယ်ဖူလာကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တော့ဒီထဲမှာနော်အန်ဂူလာပရောဂျက်ဒီမှာစတက်အပ်ပရောဂျက်နော်အခုကျွန်တော်ကပရောဂျက်နောက်တစ်ခုဖန်တီးမယ် right click talk give us code to chat to ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအန်ဂျီ new ဆိုပြီးတော့ဒီကောက်ကျွန်တော်ကပရောဂျက်နာမည်ကိုစီအိုကေဘီအိုကေကုတ်ဘုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်မှာနော်ကုတ်ဘုတ်လို့နာမည်ပေးပြီးတက်တက်စပီအာပီအိုင်အဖိုင်အက်စ်ပရီဖစ်ကိုဘီအန်လို့ပေးထားမယ်နော်ပြီးတော့အန်တာတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ခဏလေးဆောင်ရတူအလုပ်လုပ်နေနေမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုအင်တာနက်ချိန်မချိန်မီလေးလာမှာထားအောင်မယ်နော်โอ
what's strong in lamp point lamp na what strong ta ga chúng tôi ye scientific code ra page bọ na ha cho what's mấy sắc na bị mọ na a rồi chúng tôi a khu tin gan da ri go đi ca ni bây giờ chúng tôi tin ya ong na tin gan da ri tin ya ong na so chúng tôi nó bài ra đi ho online tin lan ho bây phụ u sa bị rồi mọ na mà la bây giờ tin gan da a lòng mấy sự lê la na ne quy na bọ na Android application diploma rồi lại Android chuyên nghề trả lại. Bên tu này bắt đầu tiếng Anh là đi dạy cũng mới suy đoán chỉ được giá đấy. Bây giờ tiếng Anh là preview này, tổ chức tiếng Anh này mà xây cái bài thả đấy preview. Tổ chức tiếng Anh này khen ngã dễ thì cho nó preview bài thả đấy. Nên đây là người lừa đấy, nên đây là mua đấy bọn nó. Cú cho file này open rồi cho xong á. Cho cái project này có book liệu thì chụp lại mấy. Đi công phu này cho nó qua nên trả nó đủ file để rồi nên này có cache mở lâu này lắm. Cashim lâu nữa nên chạy mà chạy xong mày nó cho nó induction lâu nữa rồi sau này chúng cho nên chỉ nhà bị mềm thì chỉ nhà bị mà cho internet của chúng lại đó cho sản phẩm của sai của nó ok rồi cho android diploma được chuyển này trả lại này trả lại rồi mà lại rồi làm hoa của mà làm hỗ trợ rồi nó mà làm một bộ ưu tiên này đi biết là cho nó xin nhà mày rồi mà cứ cái phương mà là mà là bộ cho nên cho setting đó bây giờ bảo là vậy rồi không mà bọn cho nó file format chơi 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 không file format không chịu setting lên lại chạy về Google Drive số rồi cũng nó lên lại cả file của mình đi advanced của chơi toàn là mấy advanced mà cho nó là language mà English rồi cho nhiều hơn đấy ATP là mình chỉ điều cho nó form mà bạn này làm lấy số form của bạn này duy làm lấy manage contact setting
Contact setting. Hai là đó mà loading lâu này đúng không nó? Loading lâu này đúng một chỗ spelling check, location, download, proxy setting, cloud print, language sử dụng chất quá gì áo cho spelling check English, language sử dụng language cả thêm mẹ áo spelling check cả là English về đấy, auto fill gì đấy. Context setting mà đòi chịu cho cookie gì mà JavaScript gì mà bỏ ai gì mà tại lại mà hậu điều setting này cho được mà chỉ là thôi chịu privacy language download print system system mà chúng ta phong gì làm được vì sao chỉ còn này nữa ok chào mừng điều nó mới sửa bao nhiêu mà chỗ bao nhiêu mà xí đâu mà nhiêu cũng giao thay mình đâu giải đó mà lại đi đi phát triển bảo tình anh này lì là hoa này đó nè đi đi phát preview chi chuyện là cho đi video download rồi này mà chưa tòa rồi preview tòa chi rồi à mới xem mà lại bây giờ chưa thấy là mình xem mà ngang sang qua ok nè đó preview chi chuyện là mà tòa chi là có mà tình anh này mới xem này xem pila mà pila khăn xe khăn khăn là xe này khăn hai cái thì cho nó chỉ quần pila chỉ lựa xem pila số mà quần xem pila mua cái này nè rồi mà cho là bây giờ hỗ trợ lâu đài bà này cô bộ project liệu phải là PY cho cái cô bộ project liệu là gì à alo app anh này phải là nó anh chị sẽ làm gì sao rồi là gì mà run chỉ để khai ra internet bị thao rồi internet không mà sụp luôn run chỉ để khai ra cho qua 10% 11 12 sản phẩm bên cho qua 92% ya qua tôi bị cái này cho luôn cái hồ sơ phone number đi ra này out of pin hai này đó là cái bộ project này ông mình nói là đi sau bây giờ nó ở đây chúng ta đi đến cái là mà component chủ sở ra luôn mà đó là cái component nó khu về chúng ta tiếp theo mà ở đây component nó khu tiếp theo mà chúng ta control C cái này lại này yes rồi đó ng generate component số thì họ bắt đầu luôn component của chúng ta home luôn bây giờ mà bây giờ chúng ta nói theo component khu tiếp đi sau mà component đi sau đó là mình sử dụng chọn cái nào bây giờ file đi sau bây giờ module file update luôn đấy component của chúng ta import luôn đấy declare cái mà declare luôn đấy nào and the next one is ng generate component ဆိုပြီးကျွန်တော်က about လို့ရေးလိုက်မယ်သုံးခုလောက်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင် ng generate component ဆိုပြီးဒီကောက်ကျတော့ကျွန်တော်က navigation component navigation component အဲ့တော့ component တုံးခု generate လုပ်ပြီးွားကျွန်တော်၎င်း component တွေကိုလာပြီးတော့ခဏပြန် run ထားလိုက်မယ် scve serve ဆိုပြီးတော့ bên ấy component này chúng alo lâu lắm lâu lắm chắc toa chỉ chỉ mấy mà lại chúng assassin của toa app theo đó anh component đông cụ đuổi lên mấy đặc khu nặc khu đông cụ của nó ấy thì component đông cụ mà chúng nó là ví dụ router lên lên này chúng đi sau ví dụ khó chứ này rồi parents component chắc toa chỉ lại mà html file này nhảy vào google cái alo phía thay lại chúng là ví dụ home số ví dụ PI and the parent CMPO and the component thì còn bây giờ cũng muốn bao trong phía là tự ý app component module file à lưu lại cho nó bắt đầu lâu đến lâu về app module bootstrap mà làm cái khóa tiền hóa thì app module bắt đầu lâu đến lâu rồi cho cái main.ts file lâu đến lâu đến nào app module bootstrap module rồi là bootstrap mà lúc đó module này chỉ qua lại mấy phiên mà làm được cho nó là chỉ chỉ hồ sơ này developer ocean mouse ဆိုပြီးတော့ developer 2 and chat လာကြည့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ javascript file နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါတော့တစ်ချက်ပြရပြီးပါရမယ်ဆိုပြီးခုတော့ parents component အလုပ်လုပ်နေပြီနော် parents component ထဲမှာကျွန်တော်က child component တွေကိုတွားထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ navi component ကိုတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း navi component ရဲ့ ts file မှာလာခြင်း b and dash navi လို့ပြနေမယ်အရင်ကလို app dash navi လို့မပြဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က project ကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်မှာ live prefix မှာ bn လို့တစ်ချက်ပေးခဲ့လို့ဒီနော်okay what then အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ bm dash dash navi လို့တစ်ချက်ယူမယ်ပြီးအ component တော့ html မိဘ component ရဲ့ html မှာလာပြီးတော့ကျော် apply လုပ်ခလိုက်မယ်နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော် navi လဲ apply လုပ်တယ်လို့ home လဲကျွန်တော် apply လုပ်မယ်အဲ့တော့ home component တော့ ds တွေမှာတူရဲ့ bn home ဆိုပြီးတော့ prefix က bn ဖြစ်တာမျိုးဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ပြီးဟို component အားလုံးက bn ဖြစ်တော့မှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရ prefix ကို bn လို့ကြီးညာခဲ့လိုက်နော် and the next one is about no about လဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ about ရဲ့ selector လေးကိုယူမယ်ဒီမှာလာပြီး၎င်း selector လေးကို apply လုပ်ထားဟုတ်ပြီနော် html မှာတက်တယ်အဲ့တော့မှာလာပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်တဲ့ခါကျရင် navi walk home walk about walk လို့တွေ့နေမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကိုလှင့်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆို a ဟော a a tag တယ်ပေါ့နော် href မှာကျွန်တော်က navi လို့ခေါ်တဲ့ခါကျရင်မနာဗီလင့်လေးပေါ့ navigation link လေးပြီးရင်ကျွန်တော်က a hyper reference နဲ့
hôn luôn khổ đấy cả nhà ấy chú em bị hôn luôn khổ đấy cả nhà ấy mà lại hôn nó bây giờ chúng ta vào nó thế navigation thế được khu phía thế about luôn biểu đấy cả nhà ấy mà about rồi biểu phổ biến nó bây giờ khi LOC biểu cho mà là chỉ trên liên liên tông luôn này navigation hôn ấy about ấy số nó là đi liên liên luôn này liên liên này bắt đầu đi đào đi ao mà phổ biến mà khu lô tông của ao mà phổ biến đấy của nó cho mà là tông luôn phía lại bây giờ xịt này lại mà refresh rồi navigation này mà navigation này bắt đầu đi đào ao mà phổ biến mà hồ này hồ này ao mà phổ biến mà bao này bao ao mà nó cứ cho mà project mà đi sau đó làm mà được được cái project đi sau nó cho boost of phone này share làm nó qua mà này nó cứ cho nó tắt cái này đi lì lại nó xem cái gì cái ok well done rồi cho ok wise rồi number two cho nó vào router module đi sau mà router module đi sau vì là không router module mà cho nó routing ở trên nhà mà home qua với navigation qua với about qua với cái xin cứ xin xin hà lại cho number two bao lâu làm đi router module mà cho nó qua ng module xí đấy, browser module xí đấy, app thà là cho nó rồi cô bạn module component này liền á, cô bạn component này ở import thà thà cho nó là Angular library này, project start thì sau cái import thà, cứ lấy cho nó là Angular library này ví dụ router MODY module đó ví dụ import mà đâm là router module, nó add Angular này router đó ví dụ, số ví dụ khó thà nó, tu cho nó là làm ví dụ module file này ví dụ import bây giờ mày thì khó nó cho nó import lâu bây giờ đi tông này khai ra import về import tông này sau đi import array mà là chỉ nhà mà yếu thì này nó cho nó hiện nó component này declaration array mà là chỉ nhà à cứ cho import array mà out router module dot số bây giờ đối với cho nó from for change gì for loop gì cứ cho nó for loop gì mà là không for mà cho nó array được cũng chỉ nhà mà array này mà cho nó object thì sao thế nào mà array này mà object thì làm gì vậy ủa JavaScript này intermediate lâu đi là gì vậy nó array mà cho nó object thì mà lì là đấy cho nó mà bây giờ làm là cho nó luôn vậy mà bây giờ làm sản xuất ra page mà nó lì là đấy nó bắt đầu cho nó parameter thì mà làm cái đó attribute mà luôn program này key value nó xong cho nó chỉ nhà mà nó cái đó PD pack số bây giờ pack chỉ nhà mà pack cái cho nó view to mà pack luôn cho lại mà nó bây giờ tôi cho nó tối qua mình sử dụng component cho nó bài này rồi Navi component đó Navi component đồng hệ với NAVI COMP INT component đồng hệ đó biết không? Đó chúng ta lên tất cả chỉ nhá, thì mà lại nó bây giờ ấy, thì liên này giao qua mình đi à, vâng nào? Rồi mà lại tu khó chơi này Navi lu khó mà nó ấy liên mà khó chơi này. Bây giờ qua mà lấy cái nào thì object tất cả chỉ nhá, mà tu mà lấy cho bắt bả mấy bắt cái giờ thì khó giờ chúng ta hôm qua rồi chúng ta nó bây giờ hôm qua chúng ta default thả lại mà là tu default bị phiêu hoàng này nó, nó bây mà đồng mà họ cứ làm show này không xây cả. Bây giờ con component được khu chỉ nhà mới được. Nắp bay chỉ nhà bây giờ lên được khu phía bộ rồi đấy nó. Router lên được khu phía bộ rồi nắp bay phần mà cho bắt về tu ya component. Bắt cả lại kia bắt value up navi vào nó. Cú component này cú đi navi số lên lên liền này. Ông biểu giao qua mấy component cho ông biểu ra. Giao qua mấy component đi component tu view file ông copy lên này nó. Rồi navi luôn cho nó lên liền chỉ nhà đấy. Nó không lên liền này thì component ông biểu này nó. Không lưu chỉ nhà bên trong không cùng bộ nào đâu mà không cùng bộ này nào bên nào xuống được khu cho nó đi sau cái bài là about là I forget everything very easily about đó nên là about cùng bộ này rồi chúng ta mà lại có mà cái call on object của đi sau mới back số bây giờ tu cho about luôn rồi lại mới có mà cái mới and that call mới cmp cùng bộ này được khu số bây giờ nên là ba cùng bộ nào đâu mà lại cho about cùng bộ này nào ya vì chúng ta component tông cụ chỉ nhà lại vì control shift f control s rồi xì ra lại không component à luôn cho biết là mình sử dụng number bao lâu lại là router module cho import lâu lại đấy thì mà chúng ta luôn xin cái câu đầu ngay này là tông bị lại đó là id ở đó hồ blue đấy sensitive app hiện nào đó cái router module import lâu bây router module cho import thì mà import thế cả thì ng module ng module tag reader import array để mà làm thì thế bây giờ các bạn cho được cái for loop rồi mà ta cũng có rồi từ đây mà cho là bây giờ object thì sao array được khu thì sao đấy là có array để mà cho nó bắt thì có object được khu gì nên là chỉ nhà lại đấy không biết đó nó số cho nó bao lâu rồi vậy đấy thôi thì anh bây giờ home cho nó chấp nhận đó là home app của bạn cho nó đại alo thể thay này anh đấy nó navi luôn home luôn bao luôn thể thay này ấy cũng đó cho nó mà navi luôn biểu ra đấy home luôn biểu ra đấy bao luôn biểu ra đấy anh là đi lên liền biểu ra mà navi xuống mà lại cho nó lên luôn navi luôn là biểu ra nó mà cho chỉ nhà cái bắt mà không xuống này không được cả không được làm được nó mà cho chỉ nhà cái là bao mà là à rồi là bao được à lên á bao được được này à angular thì cho nó bao mà bù giảm được nó cái cho nó đuôi lại mà hard research mà refresh lâu bị navi lưu ra gì lại à mà navi này bắt đầu sara bỏ nó mà bỏ đi không lưu ra gì lại mà bỏ đi bao lưu ra gì lại mà bỏ đi bao lúc mà bỏ đi là cho nó tru đi đại rồi chúng ta giả vì là không đi đại bao mà phổ biến lên mà chỉ nhà đi luôn cứ nó là chỉ nhà lại mà line break hàng bị đó
RUD router outlet ဆိုပြီးတော့ OUT LED outlet ဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြလိုက်မယ် okay router OUT LED outlet နော်အဲဒီ router outlet ထဲမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ data ကိုပေါ်ပြရမယ်ကျွန်တော်အခုလာပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်ပြီး hard reset ချမယ်လို့တဲ့ဘာမှမပြောပြအောင် navio နဲ့ navi walk တဲ့ home နဲ့ home walk တဲ့ about နဲ့ about walk တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ app module ရဲ့မှာ router routing system တိစောက်ထားတယ်အမှာ router တစ်ခုစီ route တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော် object တစ်ခုစီတိစောက်ပေးထားတယ်၎င်း object မှာ key path value ကကျွန်တော် navi key component value က navigation component အဲ့တော့ navi ဆွဲလင်းကိုနှိမ့် navigation component ကိုသုံးမိမယ်ကျွန်တော်မှာ navi လင်းကိုနှိမ့်လိုက် navigation component ထဲမှာရေးထားတယ် navi walk လို့ပေါ်လိမ့်မယ်။ဒါကြီးလိုက် navi walk ဆိုတာဒီမှာရေးထား navigation component ထဲမှာနော်navigation component ရဲ့ view file ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ home နဲ့ home component ရဲ့ view file ပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်အပေါက်နဲ့အပေါက် component ရဲ့ view file ပေါ့ view file လို့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းညွှန်တာမဟုတ်ပါဘူးအပေါက် component တစ်ခုတော့သူကတော့ generate လုပ်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကအပေါက် component ရဲ့ JS ထဲမှာ JavaScript code တွေအများကြီး generate လုပ်ပါတယ်နော်ဒါကိုပဲကျွန်တော်က routing system လို့ခေါ်တယ် router outlet နဲ့နှောက်ပေါ်ပြပေးတာအဲ့တော့တင်ခန်းစာကကျွန်တော်16မိနစ်တော့နည်းရှည်သွားပြီဒီတင်ခန်းစာတွေမှာရက်လိုက်